Bữa hôm mình test máy là anh nằm bên đó nha anh em, bên cái lùm đó à, bên đó không có đường vô. Giờ mình quýnh bên đây coi nó qua không nha, dụ coi nó qua không. Trong cấm chặt lử ông trống quá mới qua không à, để thử đây nhanh nè. Rồi, anh em chờ xem nha.